Đây. Điện lan trần mộng, hoa vàng lưỡi đỏ. Đấy. Cho bộ áo mới cái là đẹp ngay đúng không? Chậu lan này là quá đẹp rồi. Đấy. Phải đầu tư cho hẳn cái chậu 2,5 tỷ. 250 cái chậu ấy, quên, không phải 200 cái chậu đẻo ấy. Chậu ở đây còn đắt hơn cả này. Cả lan rồi, chết không chứ lệ. Đấy, còn rất là nhiều địa lan đấy anh chị em, để anh chị em có thể là sưu tầm nhé. Giá nó dao động là từ 100.000 đến 200.000 một cành bông này. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, có những chậu rất là xinh, nhỏ xinh nhé. Chậu nhỏ xinh này có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bông. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn này. Chậu này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, có những chậu 7, 8 bông. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đấy, lên sửa sang cái là nó đẹp hẳn ngay. Nó phải lên thành cái chậu như này rất là xinh này. Đấy, anh chị em nhìn đi. Với chậu địa lan như này thì quá là đẹp luôn rồi. Để trong khuôn viên của nhà là rất là hợp lý. À, đường kính của chậu là 30 cm. Chiều cao của chậu là khoảng 25 cm. Đấy, đặt vừa một cái chậu địa lan trần mộng 22 cành bông. Và đây rất là đẹp luôn. Nói gì thì nói chứ khi mà lên đã lên thành cái chậu rồi thì đương nhiên là anh chị em về chơi hoa nó rất là tuyệt vời luôn. Một cái khuôn viên của các bạn anh chị em là khoảng tầm độ 14 đến 16 mét vuông thì cái chậu tầm khoảng 30 phân này, sau đó là về mọi người dựng cần bông này nó lên. Dựng cần bông nó lên như này thì nhìn cái chậu lan nó rất là đẹp và sang trọng. Đấy nên là anh chị em có thể thấy là nó rất là tuyệt vời luôn. Năm nay địa lan thì nó đắt hơn năm ngoái. Năm ngoái thì có những cần bông chỉ có 80.000 thôi. Nhưng năm nay thì cần bông rẻ nhất thì nó vào tầm 100.000. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Cái lưỡi đỏ rất là nổi bật luôn. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Bên này thì có những cái chậu khoảng tầm 20 đến 30 bông. Đây, nụ chi chít. Đấy. Anh chị em nào mà lấy chậu nào thì mình đã đếm cần bông cho mọi người. Và tùy vào cái chậu này, màu sắc của chậu này, màu sắc của bông hoa này. Đấy, anh chị em nhìn thấy đây. Màu này rất là đẹp luôn này. Củ rất là to. Đấy. Béo múp luôn. Đây là cái giống nha anh chị em nhé. Đây là cái giống lan, địa lan là nó như vậy. Đấy. Chậu này thì cũng đã được chốt rồi. Và nếu như mà cho lên chậu nữa thì rất là xinh. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Đấy. Những cái chậu nhỏ xinh này rất là tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Cực kỳ là đẹp. Đấy. Còn rất là nhiều chậu nữa. Có những chậu 40 đến 50 bông. Đấy. Đây, chậu to như này. Những chậu bông to, cần bông to này thì là những chậu bông rất là sáng màu, rất là đẹp nhá. Đấy, ấy, ví dụ như đây, cho một cái chậu này. Anh chị em có thể nhìn thấy là khi mà đã lên thành chậu này rồi thì nó rất là xinh luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, vòi bông rất là to, bông hoa to, củ cũng to. Đấy, nhìn rất là đẹp. Đấy, anh chị em nhìn thấy không? Cực kỳ là ok luôn đấy. Đấy, lên một cái chậu nó khác hẳn luôn. Một cái chậu sang trọng nhìn nó khác hẳn luôn so với một cái chậu bình thường. Đây, một chậu bình thường là như này. Như này thì nó không nổi bật lắm nhưng mà khi đã lên rồi thì nó như này. Đấy, những chậu này đánh dấu là đã bán rồi. Đấy, thì là đấy, màu sáng, hoa màu sáng rất là đẹp luôn. Đấy. Sáng màu nhé, những bông hoa sáng màu. Đấy, cực kỳ là đẹp.
Có lẽ là đây là mình bán ra với cái giá là rẻ nhất vừa khu vực rồi. Bởi vì là trực tiếp những anh em đồng bào đây là trồng trồng được và mang xuống là anh em cùng làm. Chỉ nên là cho mọi người cái giá rất là hợp lý để anh chị em có thể sưu tầm được một chậu địa lan chơi Tết. Cực kỳ là ok luôn đấy. Rất là nhiều chậu, còn chậu này tới hình như 50 bông nguyên bản này. Cây nó hơi ngắn một chút nhưng không sao, tùy mỗi người. Đấy. Những chậu bông sáng màu này. Rất là đẹp. Đấy thì anh chị em nào sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại là 0987829002. Số điện thoại là mình dùng cho cả Zalo và Facebook mọi người nhá. Đấy, anh chị em nhá. Anh chị em cứ lên đơn và lấy cho mọi người, lấy cho mình một chậu là từ 10 bông, 15 bông, khoảng 10 đến 15 bông chẳng hạn, hay là 5 đến 6 đến 10 bông chẳng hạn. Đấy. Thì em sẽ đáp ứng được tất cả cho mọi người. Vì dưới này còn cũng khá là nhiều chậu nhỏ xinh để mọi người vào một cái chậu nhỏ. Như lúc nãy em đăng đây là một cái chậu nhỏ xinh này, đường kính là rộng 30 này, cao khoảng 20 là rất là đẹp rồi. Đấy. Đấy. Hiện tại anh chị em nhìn thấy chưa? Một cái chậu lan nó sẽ khác hẳn so với một cái chậu gốc. Đấy, như vậy thì quá là tuyệt vời đúng không? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video clip tiếp theo.